đa số bên Hàn Quốc người ta lấy hơi có một cách gì đó như thế này nè, kiểu như là cứ thế nè cái hồ chi mà là cái tiếng vậy đó. Có thể mình làm hơi lố chút xíu nhưng mà các bạn có thể cảm nhận được cái tiếng đó. Anh nhau, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái vlog của Tomon. Hôm nay mình sẽ làm một cái vlog chia sẻ cho mọi người những cái điểm khác biệt giữa âm nhạc Việt Nam và âm nhạc Hàn Quốc. Đầu tiên là về ngoại hình, các bạn có thể thấy rằng là ở Việt Nam tụi mình đó rất là chú trọng vào tài năng, họ ưu tiên tài năng hơn là ngoại hình. Cho nên đó là các bạn có thể thấy rất rất nhiều các anh chị nghệ sĩ họ không có ngoại hình xuất sắc hay đẹp gì cả, nhưng mà họ có tài năng. Chính cái tài năng đã giúp họ tạo ra những sản phẩm âm nhạc rất là chất lượng, rất là hay. Chính vì những điều như vậy đã giúp họ thành công. Tuy nhiên ở Hàn Quốc á, các bạn thấy Hàn Quốc là một cái đất nước rất là trọng ngoại hình các bạn ạ. Có thể là bạn hát không có hay, bạn rap cũng chẳng có được, bạn nhảy cũng không có ra cái gì hết, nhưng mà bạn chỉ cần có ngoại hình đẹp. Mà một khi đã có ngoại hình đẹp rồi thì chắc chắn bạn sẽ có một suất được làm ca sĩ. Mà đương nhiên phải đẹp lắm đó nha. Và đó cũng chính là cái lý do Idol K-pop ra đời. Idol K-pop ra đời nghĩa là gì? Là một cái nhóm nhạc gọi là nhóm nhạc thần tượng ở Hàn Quốc. Cái nhóm này thường thì sẽ tập trung những người có visual, những người có ngoại hình rất là đẹp. Thì những người này họ không cần phải hát hò hay là nhảy nhót gì quá xuất sắc cả, họ chỉ cần đẹp và được. Thì trong cái nhóm đó đương nhiên sẽ có một nửa còn lại. Thì một nửa còn lại á, họ không cần phải đảm nhiệm về cái phần ngoại hình của nhóm, cho nên là họ phải hát hay, nhảy đẹp hoặc là rap hay chẳng hạn. Họ là những người để gánh cái phần còn lại trong cái nhóm. Nói như vậy không có nghĩa là ở Hàn Quốc chỉ toàn là những các nhóm idol thần tượng này nọ không đâu. Mà đương nhiên ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều các nghệ sĩ thực thụ, những nghệ sĩ thực lực họ hát hay và rất rất là hay các bạn. Đương nhiên là Việt Nam có cái gì á thì ở Hàn Quốc cũng có y chang như vậy. Có khi Hàn Quốc cũng có nhiều hơn nữa đó. Ở Việt Nam ấy, cho dù bạn đẹp đến mức thần thánh nào đi chăng nữa, nhưng mà bạn không có khả năng ca hát thì mọi người sẽ không có công nhận bạn là một ca sĩ đâu. Trừ khi bạn là một người đến từ Hàn Quốc, mang quốc tịch Hàn Quốc và bạn biết nói tiếng Việt, đến Việt Nam làm ca sĩ đó. Thì đó cũng là một điều rất là hay ở Việt Nam. Về nhân cách, các bạn thấy ở Hàn Quốc là một đất nước người ta rất là đề cao cái nhân cách của nghệ sĩ. Những nghệ sĩ là những người nổi tiếng để cho giới trẻ có thể noi gương, noi theo và học theo những cái điều hay của nghệ sĩ. Nếu mà nghệ sĩ mắc một cái scandal nào đó hoặc là có một cái chuyện gì đó xảy ra thì nguyên cái cộng đồng mạng Hàn Quốc sẽ phanh thay cái chuyện đó ra. Và nếu mà gặp những cái scandal mà nghiêm trọng nữa thì thôi rồi, cái nhóm hoặc là cái nghệ sĩ đó tan tành theo mây khói ngay từ lúc đó luôn. Và đương nhiên là họ không có thể nào mà dễ dàng ngậm đấm ăn xôi để mà có thể tiếp tục hoạt động ở thị trường K-pop nữa đâu. Như là một số scandal, như là scandal bắt nạt của Tiara nè, hoặc là scandal hút cần này nọ của YG, hoặc là scandal bán dâm của China này nọ đấy. Thì các bạn thấy những cái scandal đó đã làm chao đảo cái sự nghiệp của những cái nhóm đó. Và thậm chí từ một những cái nhóm thành công nhất của thị trường K-pop có thể họ lọt xuống mất tiêu ra khỏi thị trường luôn. Và mặc dù á là sau này có thể họ được hoặc là sẽ được Minh Oan đi chăng nữa, nhưng mà cái sự nghiệp của họ đã tan tành mất tiêu rồi. Và cho dù có hay không có được Minh Oan cũng vậy thôi à. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì lại là một trường hợp khác. Ở Việt Nam có rất là nhiều nghệ sĩ có nhân cách xấu, rất là xấu. Có những nghệ sĩ mà có thái độ lừa lỏng với fan luôn. Nhưng mà đối với cộng đồng mạng á, là một cái cộng đồng rất là dễ dãi. Họ có cái quan điểm rằng là tôi thích nhạc của họ là được rồi, còn họ thích làm gì kệ họ. Có rất là nhiều nghệ sĩ nhưng cách sống tệ nè, thái độ lồi lõm với fan nè, không thích fan, thậm chí là chửi fan luôn ấy. Nhưng mà cũng chả hiểu tại sao lại vẫn có rất là nhiều người có thể thích được họ. Và thậm chí điều này dẫn tới một chuyện đó là gì? Cho dù có scandal đi chăng nữa thì cũng chẳng có sao cả. Hoặc là có nhiều nghệ sĩ thậm chí người ta còn dùng cái scandal để mà người ta có thể trở nên nổi tiếng hơn nữa đó các bạn. Có lẽ là đến lúc Việt Nam chúng mình nên khắt khe với nghệ sĩ rồi hay không? Điểm thú vị tiếp theo đó chính là album và các chương trình âm nhạc. Các bạn có thể thấy rằng là cho dù là Việt Nam hay bất cứ cái nước nào trên thế giới đi chăng nữa thì cũng không có cái đất nước nào mà làm album nhiều, đẹp, chất lượng và rất là hoành tráng như ở Hàn Quốc đâu các bạn ạ. Như là bình thường á, khi một nghệ sĩ, đặc biệt là Việt Nam á, thì khi mà họ quay trở lại, họ muốn ra một cái bài hát mới thì họ chỉ cần ra đúng một bài thôi. Nhưng mà bên Hàn Quốc đấy thì người ta sẽ ra như thế nào? Họ sẽ ra một bài hát chính nè, sau đó sẽ kèm theo rất là nhiều bài hát phụ. Và đã làm như vậy rồi họ sẽ phải làm một cái album. Mà album á, họ phải có một cái album, một cái đĩa CD nè, rồi một cái photobook nè, rồi xong một cái postcard nữa, vân vân. Và trong khi đó thì các bạn có thể thấy là Việt Nam chúng ta cái hình thức album bây giờ mất tiêu rồi. Chẳng có ai làm đĩa CD nữa mà
bán này chắc Việt Nam cũng chẳng ai mua đâu. Có thể thấy được là một phần doanh thu của các nghệ sĩ Việt Nam á, chủ yếu là qua stream nhạc online, nghe trực tuyến hoặc là đi diễn các phòng trà. Trong khi đó những nghệ sĩ Hàn Quốc á, thì họ chủ yếu kiếm doanh thu được từ việc bán album nè, sau đó đi diễn các chương trình âm nhạc cuối tuần v.v. Cái hay á, đó chính là các chương trình âm nhạc cuối tuần là những cái chương trình mà có thể giúp nghệ sĩ Hàn Quốc đến gần với fan hơn. Và qua đó các bạn có thể thấy được rất nhiều các bạn xếp hạng vào cuối tuần như thế này. Điều đó có thể chứng minh được cái độ nổi tiếng, độ thành công của họ sau khi họ comeback. Rất là dễ thấy các bạn đúng không? Tuy nhiên là cái thời mà có những bạn xếp hạng, cái thời mà có chương trình làn sóng xanh cho nhiều âm nhạc cuối tuần ở Việt Nam đã qua mất rồi. Nghệ sĩ bây giờ chủ yếu là post những cái clip lên trên những cái mạng nền tảng như là YouTube này nọ thôi. Và thường thì có rất là nhiều nghệ sĩ, thì không biết có phải là nghệ sĩ hay không, nhưng mà họ post lên những cái clip rất là vô thô tục và hơi phản cảm chút xíu. Trong đó thì mình cũng rất tiếc cái trường hợp của chị Chibu, mặc dù mình là fan của chị Chibu đó chị ơi. Thì tự nhiên chị Chibu ra một cái bài hát nào đó mình không có nhớ tên, không dám nói tên đâu, nhưng mà có một cái hình ảnh như thế này thì cũng rất là phản cảm, cho nên mình rất là tiếc trong cái hình ảnh chị Chibu phá từ ngay lúc đó. Về phong cách hát thì theo cái ý kiến riêng của mình á, thì mình thấy cái phong cách hát của Việt Nam nó rất là cảm xúc, có chút hiện đại và cách lấy hơi rất là tự nhiên. Và quan trọng hơn là đa số các nghệ sĩ Việt Nam khi mà hát live đấy thì họ đều hát khoảng hơn 90%, cho nên về cái phần này thì mình có thiện cảm hơn đối với nghệ sĩ Việt Nam. Vì đa số bên K-pop đều là các nhóm nhạc thần tượng, cho nên cái quan trọng của họ đó chính là cái sự khuấy động không khí cũng như là cái lượng fan họ đến cái concert hoặc là cái chương trình âm nhạc đó. Nhưng mà có một cái cũng rất là hay, đó chính là đa số tại vì họ đều là những ca sĩ thần tượng, cho nên là cái việc hát nhép trở thành là một cái chuyện rất rất là bình thường ở Hàn Quốc rồi. Nhưng mà mình có một cái mình vẫn không hiểu được, đó chính là một nhóm thì đa số có rất là nhiều người, mỗi người thì có thể hát là mười mấy hoặc là có nhiều người hát mấy giây thôi, nhưng mà tại sao như vậy nên có nhiều người ta hát không nổi nữa các bạn, người ta còn hát nhép nữa. Và khi các bạn nghe lại những cái bản mà gọi là cái bản mà remove cái âm cái nhạc nền đi, các bạn nghe cái tiếng ấy thì có nhiều người người ta hát còn không ra hơi nữa, mình thấy rất là ngộ. Trong khi đó những nghệ sĩ Việt Nam mình có thể chơi một lúc nguyên cả bài hát luôn mà. À nhưng mà nói đến lúc này thì mình mới nhớ rằng là như cái điều hồi đầu mình vừa mới nói với các bạn đấy, thì đa số là bên nghệ sĩ Hàn Quốc người ta trọng về ngoại hình hơn. Có thể là có nhiều người người ta không biết hát nhưng mà họ vẫn làm ca sĩ, cho nên đó là cái vấn đề mà chuyện hát nhép là chuyện bình thường ở Hàn Quốc. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tất cả các nhóm nhạc thần tượng idol K-pop họ đều phải hát nhép cả. Có nhiều nhóm có thể là lúc đầu họ hát không hay thì khoảng vài năm sau chơi qua họ, các bạn thấy họ trở nên toàn diện, cứ như là họ phát triển cái năng lực của họ từ cái lúc mà họ không biết gì, cho nên họ trở thành một cái người ca sĩ thực thụ. Thì cái đó là một trong số những cái điều rất là hay, mình thấy rất là hay ở K-pop luôn. Về cái tông giọng á, thì mình cảm thấy là cái nhạc bên Hàn Quốc nó có cái tông cao hơn Việt Nam khoảng một chút xíu. Như là giọng nam á, thì họ sẽ ấm hơn, cho nên là mình thấy rất là khó hát nhạc của Hàn Quốc. Khi là mình đi karaoke đó các bạn, thì mình hát những bài hát của Việt Nam, những cái bài hát của những bạn nam, ca sĩ nam ấy, thì đó là một chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi hát những cái bài hát của Hàn Quốc thì cái giọng họ hơi bị cao quá, cho nên mình hát mình cứ bị với hơi theo, cho nên rất là cực khổ các bạn ạ. Tiếp theo là cái cách mà lấy hơi, nhả hơi và lên giọng hay là xuống giọng hay là lên những cái nốt cao á, thì mình thấy của bên Việt Nam nó làm một cách rất là mượt mà, nhẹ nhàng. Nhưng mà bên Hàn Quốc á, các bạn để ý kỹ đi, các bạn sẽ thấy là đa số bên Hàn Quốc người ta lấy hơi có một cách gì đó như thế này nè, kiểu như là cứ thế nè cái hồ chi mà, là cái tiếng như vậy đó. Có thể mình làm hơi lố chút xíu nhưng mà các bạn có thể cảm nhận được cái tiếng đó luôn. Người ta lấy cái hơi như vậy, bạn có thể nghe được và bạn cảm thấy nó rất là nặng, rất là cực. Thậm chí là các bạn có thể nghe một cái clip Trung Quốc mình sẽ cho các bạn xem sau đây, thì các bạn sẽ thấy Trung Quốc đúng là cái kiểu lấy hơi mà người Hàn Quốc người ta hay lấy luôn đó các bạn. Ở Hàn Quốc á, cái chuyện mà các idol bị flop hay là bị hết thời hay là kiểu như là không có nổi tiếng á là một chuyện rất là bình thường. Có thể là họ có ngoại hình, họ có tài năng luôn nhưng mà họ cũng không nổi tiếng được. Thế nên là có rất là nhiều chương trình gọi là chương trình cứu vớt những cái hoàn cảnh như vậy đấy ra đời. Và nhờ những chương trình như vậy thì giúp được những cái thành viên cũng như là những cái nghệ sĩ này họ nổi lên lại. Nhưng mà mình nghĩ là mình thấy rất nhiều trường hợp là họ nổi lên lại một thời thôi rồi lại chìm xuống nữa. Cho nên ở Hàn Quốc á, cái
hệ thống gọi là cái môi trường showbiz bên Hàn Quốc nó rất là khắc nghiệt, cho nên là người nào mà không tồn tại được là out ra cái đùng, chứ không như bên Việt Nam mình quá ư là dễ dàng luôn. Hết thời một cái thì cùng một cái có scandal hay có một chuyện gì đó để mà lấy lại cái danh tiếng của họ, thế là họ nổi lại thôi. Thậm chí là có rất là nhiều người mặc giày nha các bạn, sau những chuyện làm sai trái rồi mà vẫn cứ mặc giày quay trở lại, vẫn cứ comeback, mà mình vẫn không hiểu tại sao lại có những người như vậy nữa. Và cái quan trọng hơn là có nhiều bạn fan là gặp những cái trường hợp mà nhân cách người ta đến như vậy rồi mà vẫn kêu ôi chị ơi em cảm ơn chị vì đã quay lại, thì mình cũng không hiểu những trường hợp như vậy lắm. Hy vọng cái clip ngày hôm nay sẽ là một cái clip giúp cho các bạn có thể có một cái nhìn mới mẻ hơn về âm nhạc Hàn Quốc cũng như âm nhạc Việt Nam. Và hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Bye bye mọi người.